Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Quý vị thân mến, đối với người phụ nữ, chuyện kết hôn và có một gia đình yên ấm, hạnh phúc chính là mục tiêu lớn nhất của đời người. Bởi lẽ đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, cho nên phụ nữ có giỏi giang đến mấy, kiếm nhiều tiền đến bao nhiêu, nhưng hôn nhân trục trặc hoặc tình duyên lận đận thì vẫn cứ bị coi là một người phụ nữ thất bại. Theo các bậc thầy nhân tướng học, có 8 vị trí nốt ruồi phá duyên trên cơ thể người phụ nữ. Ai không may sở hữu chúng có thể lận đận trong hôn nhân và vất vả trên con đường tình duyên. Quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này nhé. 8 vị trí nốt ruồi xấu, dự báo đường tình trắc trở, ai có thì nên xóa bỏ chứ không ế đến già. Nốt ruồi ở đường tình duyên trong lòng bàn tay. Người có nốt ruồi mọc trên đường tình duyên kiểu này có năng lực nghiên cứu và phân tích sự việc, nên nếu làm trong ngành khoa học hoặc kỹ thuật sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp nhiều trở ngại về đường tình duyên, kiếp cô đơn vẫn có thể kéo dài vĩnh viễn nếu bạn chỉ chúi mũi vào niềm đam mê công việc mà quên mất tiếng gọi của trái tim. Nếu sở hữu nốt ruồi như thế này trên đường tình duyên, chứng tỏ bạn là người sống tình cảm nhưng khá tham vọng. Trong công việc cũng như chuyện tình cảm, bạn là người tỉ mỉ, chu đáo, không dễ dàng bỏ qua hay tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Nốt ruồi ở nhân trung. Bạn có biết theo xem tướng mạo, tài vận của phụ nữ có nốt ruồi ở nhân trung được nhận định là khá bình thường, vừa tầm. Họ hay bị người đời nhận xét là thiếu tinh tế, không đủ nữ tính. Nhưng thật ra khi ngoại tứ tuần, cuộc sống và sự nghiệp của họ mới bắt đầu thăng hoa, vợ chồng trong giai đoạn từ 30 đến 45 tuổi sẽ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Nếu cố gắng kiên trì vượt qua thì được giai đoạn này, khi về già cả hai sẽ rất ăn ý, hòa hợp. Cách hóa giải với họ là vợ chồng có thể làm việc xa nhau, cuối tuần hoặc một tháng mới gặp nhau vài lần. Càng ở gần, cả hai càng dễ tranh cãi và khó chịu nhiều hơn. Nốt ruồi trên môi. Người mang nốt ruồi ở trên môi thường có vận khí khá tốt, cuộc sống sung túc, giàu sang phú quý. Hơn thế nữa, phụ nữ sở hữu nốt ruồi này đa phần có ngoại hình dễ nhìn và được nhiều người theo đuổi. Nhưng chính vì vậy, đào hoa mà tình duyên của bản mệnh thường trở nên lận đận, trắc trở, tình yêu dễ vướng thị phi, chuyện ngoại tình, lăng nhăng là khó tránh khỏi. Phụ nữ có nốt ruồi trên môi dễ mủi lòng trước những lời hay ý đẹp của đàn ông nên không thể có lòng chung thủy với một mối tình. Một khi đã sống như vậy thì cuộc sống gia đình nhất định không yên ấm, thường xuyên cãi vã, khúc mắc, dẫn tới rạn nứt, ly tán. Nốt ruồi này cũng thể hiện chủ nhân là người ba hoa hay nói, giỏi ngoại giao, do đó họ không được tin tưởng về sự chân thành. Hãy tiết chế lời nói của mình, tránh để người khác nghĩ bạn là người đặt điều, ăn không nói có. Nốt ruồi ở cổ. Với chị em phụ nữ, không phải nốt ruồi ở cổ nào cũng là may mắn. Nếu nốt ruồi nằm ở chính giữa ít hầu hoặc tượng trưng cho vinh hoa phú quý, chủ nhân của nó sẽ gặp may mắn, tài lộc, có quý nhân phù trợ. Nếu nốt ruồi ở sau cổ, báo hiệu một cuộc đời bình yên, êm đẹp. Nốt ruồi ở cổ lệch về phía gần vai, báo hiệu một cuộc đời gian truân, phải gánh vác gia đình, luôn mang gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nốt ruồi lệch về phía trái cổ là người có tính tình duyên lận đận. Nốt ruồi lệch về phía bên phải cổ là người có tài, có đức, học hành tấn tới nhưng không làm ra nhiều tiền. Dù có giỏi nhưng hậu vận chỉ ở mức đủ ăn, không có của để dành. Nốt ruồi ở gần mắt. Về nhan sắc, người này có dung mạo nổi bật hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Về tính cách, những người này hòa đồng, dễ mến, biết chăm lo cho chồng con. Tuy nhiên không phải nốt ruồi nào ở mắt cũng là hồng phúc. Nốt ruồi mí mắt trên là người có tính cách phóng khoáng, ưa sự trải nghiệm, tuy nhiên tính cách lại nóng vội, thiếu sự nhẫn nại. Nốt ruồi ở vị trí này càng méo mó, càng nhạt màu cho thấy người này càng ương bướng, tính cách ngang ngược, không hiểu chuyện mà tự đánh mất cơ hội của chính mình. Nốt ruồi ở dưới mắt là một vị trí nốt ruồi xấu trên mặt phụ nữ. Người sở hữu nốt ruồi ở dưới mắt có đặc trưng lận đận tình duyên. Khi còn độc thân thì hay lụy tình, bị phụ bạc dẫn tới buồn giàu, thê thảm. Khi kết hôn rồi, dễ bị kẻ thứ ba phá đám, bất hòa với chồng. Nốt ruồi trong hốc mắt là đặc điểm của những người hay gặp trắc trở trong các mối quan hệ xã hội, trong gia đình hay bất hòa, khắc khẩu, chơi với bạn bè hay bị châm chọc, phản bội, yêu đương không thuận lợi, khó hòa hợp với bạn đời. Nốt ruồi ở đuôi mắt báo hiệu chuyện tình duyên trắc trở. Dù bản thân là người đào hoa, những yêu ai cũng thuận lợi, dễ vướng chuyện thị phi. Sau khi kết hôn, những người này khó ăn nhàn, dễ bị con giáp thứ 13 xen ngang, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nốt ruồi ở vành tai khiến người phụ nữ dễ gặp biến động trong chuyện tình cảm, dù tài vận khá thăng hoa. Nữ giới có nốt ruồi ở vành tai thường dễ xao động và quá cả tin. Người khác nói điều gì không phân định được đúng sai, phải trái, đặc biệt là quá tin tưởng người đàn ông mình yêu thương. Ngoài ra, đa phần nữ giới có nốt ruồi ở vành tai đều vất vả về tình duyên.
Cách hóa giải cho họ chính là tạm gác công việc sang một bên, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, đừng để gánh nặng đồng tiền, thị phi, chi phối tâm lý và khiến họ biến thành một con người khác. 7. Nốt ruồi ở khóe miệng. Nhiều người nói rằng phụ nữ có nốt ruồi ở khóe miệng hay tai bay vạ gió cho người bạn đời, nhưng đó là cách nói không chính xác. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng họ đến từ việc vợ chồng không mấy hòa hợp trong ăn nói và không khéo léo trong ứng xử. Hóa giải với họ là cả hai đều phải học cách nhường nhịn, thấu hiểu và chia sẻ cho đối phương, không nên đổ lỗi trách móc vô cớ. Thay vào đó, hãy thử đổi chỗ làm, không ở gần nhau 24/24, chính là sự nhớ nhung, xa cách sẽ làm cho họ hiểu thêm về đối tượng. 8. Nốt ruồi ở xương quai xanh. Chị em nào có nốt ruồi ở xương quai xanh là người có số mệnh đào hoa, rất quyến rũ người khác phái. Về tính cách, đây là những người chân thành, cẩn trọng, ưa sự ổn định, lại rất hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Nếu nốt ruồi càng vào gần cổ, tức điểm đầu xương quai xanh, thì hậu vận người phụ nữ càng dồi dào, hồng phúc. Vâng, thưa quý vị, cái vất vả của người phụ nữ trong tình duyên là sự lận đận, yêu đậm sâu mãi, không tới bờ, tới bến. Còn đối với người đàn ông thì khác, họ có thể làm khổ người phụ nữ mình yêu bởi thói đào hoa. Người đàn ông có số đào hoa nghĩa là người có được nhiều người phụ nữ yêu mến. Đàn ông đào hoa thường có duyên, hấp dẫn và chiếm được tình cảm của người khác và con đường tình duyên luôn tấp nập người ra kẻ vào. Tuy nhiên, thói đào hoa đến mức lăng nhăng, không điểm dừng thì phụ nữ nên tránh xa để không tự mang lấy đau khổ về mình. Để nhận biết được người đàn ông này có thể thông qua các vị trí nốt ruồi trên gương mặt, chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Lông mày có nốt ruồi. Chẳng giống như phụ nữ, lông mày của đàn ông thường sắc đậm và nhiều màu. Nếu như lông mày của một người không giống như sự phát triển tự nhiên ấy mà lại bị nhạt màu, thưa thớt, đứt đoạn và có nốt ruồi xuất hiện ở xung quanh, thì đó là một người đàn ông có tướng khắc vợ. Lông mày thường xuyên được xem là vị trí đại diện cho tình yêu. Nếu nó quá thô cứng thì cũng giống như tình cảm hôn nhân mà bạn và người nó đang gặp phải. Sẽ không bao giờ bình yên, hết sóng gió này lại diễn ra sóng gió khác. Nó như một vòng luẩn quẩn, chẳng dừng lại được một gia đình thật sự hạnh phúc. Nốt ruồi ở gian môn. Vị trí của gian môn thường nằm ở hai đôi mắt và đây cũng chính là cung thê thiếp của người đàn ông. Theo cách nhìn được người truyền lại, nếu người đàn ông nào có gian môn bằng phẳng thì sau khi kết hôn sẽ được vợ đỡ đần, lo toan hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Đồng thời bản thân cũng là một người chồng tốt, hiểu chuyện và biết yêu thương, chăm sóc cho vợ. Ngược lại, nếu gian môn mà bị lõm hay khuyết vào thì con đường tình duyên và hôn nhân của người đàn ông ít nhiều cũng rất gian truân, trắc trở. Một người đàn ông có tướng khắc vợ rất dễ nhận biết vì gian môn của họ thường xuất hiện nốt ruồi sau đuôi mắt. Trong trường hợp này, chồng khắc vợ, mệnh người chồng lấn át mệnh người vợ, dẫn đến sức khỏe của người vợ yếu hay ốm đau hoặc tâm tình bất thường. Bên cạnh đó, tướng nốt ruồi này còn báo hiệu hôn nhân không viên mãn, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, dễ khiến dẫn tới tình trạng ngoại tình, gia đình tan nát. Nhìn chung, đây chính là một trong những nốt ruồi khắc vợ số 1 của đàn ông. Nốt ruồi ở mũi. Theo tướng mạo, đàn ông có nốt ruồi ở mũi thường đa tình, có dục vọng cao và phóng khoáng. Nếu là nốt ruồi ở cánh mũi thì thường giỏi trong việc quyến rũ phụ nữ, lại hay tiêu tiền để lấy lòng bạn gái nên thường được ghi điểm. Nếu là nốt ruồi ở chóp mũi thì thường có dục vọng cao, có khả năng cưa cẩm người khác giới một cách tinh vi. Những người này thường là người đào hoa, tán gái giỏi, đã thế còn rất ga lăng, tiêu tiền hào phóng. Thế nên con gái chẳng có cô nào mà không chết mê, chết mệt. Có cô còn đau khổ vì những anh chàng thế này mà nguyện cả đời không lấy ai sau khi bị chàng phụ tình. Người này cũng có ngoại hình hút mắt, ăn mặc đẹp, thế nên càng khiến các nàng say như điếu đổ. Đàn ông như có nốt ruồi này thường thích chinh phục, họ muốn thể hiện khả năng của bản thân, có thể tán đổ bất cứ cô gái nào, kể cả những người phụ nữ đã có gia đình, người nào không vững lập trường rất dễ rơi vào vòng tay của họ rồi lại đau khổ một đời. Nốt ruồi ở khóe miệng. Nhân tướng học cho rằng người có nốt ruồi ở khóe miệng là người ba hoa, hay nói năng lung tung và nhất là đàn ông, là những người khó tin tưởng, họ hay nói lời hoa mỹ, tánh tình, buông lời đường mật để dụ dỗ chị em. Nhưng thật ra trong lòng họ không thực sự như những gì họ nói. Người này không những lăng nhăng mà còn thích bắt cá nhiều tay, một lúc có thể yêu vài người. Người vợ nào lấy người đàn ông này sẽ chịu khổ cực vì lúc nào cũng buồn phiền, nghi ngờ họ. Họ thường mặc kệ, không quan tâm tới cảm xúc của người khác, họ chỉ thích làm theo ý mình. Nốt ruồi ở quanh miệng. Những người đàn ông có nốt ruồi xuất hiện quanh miệng, thông thường vận mệnh họ rất đào hoa, không bao giờ an phận mà mong muốn sẽ được nhiều hơn người khác.
Người đàn ông này chỉ biết quan tâm đến cảm xúc bản thân mình, dễ dàng chán nản, nhất là trong tình yêu. Khi họ thích một người thì bằng mọi giá phải chiếm đoạt được và thường lạnh lùng bỏ lại phụ nữ sau khi đã chinh phục được. Đàn ông tướng này lấy vợ chỉ để bố mẹ vui lòng, che mắt mọi người. Nếu chung thủy với một người thì cả cuộc đời ít nhất họ cũng phải qua vài lần cưới vợ. Đặc biệt, đàn ông có nốt ruồi quanh miệng thường hay khôn nhà, dại chợ và miệng ít quan tâm đến cảm xúc của bạn đời. 6. Nốt ruồi trên môi. Người đàn ông có nốt ruồi trên môi thường là người khua môi, múa mép, ăn nói ba hoa. Họ có những câu nói làm hài lòng người khác nhưng lại không thực sự chân thành. Họ nói xong để đấy, không mấy khi thực hiện lời hứa của mình. Trong chuyện tình yêu, người này cũng rất đào hoa, thường là họ không có lập trường và không cưỡng lại được cám dỗ của con gái. 7. Vị trí nốt ruồi trên trán. Nốt ruồi trên mặt đàn ông trăng hoa có vị trí trên trán. Sở hữu nốt ruồi này, người đàn ông thường rất đa tình, đào hoa. Hồi trẻ, họ thường bắt cá hai tay, mỗi mối tình chỉ duy trì được một thời gian ngắn rồi lại kết thúc. Đến khi lập gia đình, cuộc sống hôn nhân rất chật vật, không mấy khi được cơm lành, canh ngọt, vợ chồng không hòa thuận, nên hay buồn bã, chán trường mà lạc vào cuộc tình ân ái với người lạ và rất dễ phản bội vợ. Quý vị thân mến, dù có là nam giới hay nữ giới, nếu bạn rơi vào các trường hợp này, cũng đừng quá hoang mang, bởi theo quy luật cuộc sống thì mọi thứ đều có cách hóa giải. Trước hết phải nhớ, nằm lòng và tự nhắc nhở bản thân mình trước những quyết định liên quan đến vợ chồng, gia đình. Tiếp đó phải đầu tư bản thân, tránh phạm sai lầm, rèn luyện tâm tính của mình để tâm tạo tướng hào. Suy cho cùng, nốt ruồi là một tiêu chí nhắc nhở người ta phải cảnh giác và thận trọng với những điều xảy đến trong cuộc đời. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hãy bấm thích và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.